Chương 24. Đã là ngày thứ 8 kể từ hôm máy bay của tôi trục trặc trong sa mạc, và tôi đang vừa nghe câu chuyện của hoàng tử bé về người lái buôn, vừa uống đến những giọt nước dự trữ cuối cùng. À, câu chuyện của cháu thật hay, tôi nói với cậu. Nhưng bác vẫn chưa chữa được máy bay, bác cũng chẳng còn chút nước uống nào nữa. Thế nên bác cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể bước nhẹ nhàng đến cạnh một nguồn nước. Bạn cáo của cháu. Cậu bé của bác ơi, không nhắc đến bạn cáo của cháu nữa thì hơn. Vì sao chứ? Vì chúng ta sắp chết khát đến nơi. Nhưng cậu không hiểu, cậu trả lời tôi. Có một người bạn vẫn tốt chứ, kể cả khi mình có sắp chết đến nơi, cháu rất vui vì đã có một người bạn như bạn cáo của cháu. Cậu không lường hết được nguy hiểm, tôi tự nhủ. Cậu không đói, cũng chẳng khát bao giờ, chỉ một chút mặt trời là đủ cho cậu. Nhưng cậu nhìn tôi và dường như cậu hiểu những suy nghĩ trong đầu tôi. Cháu cũng khát nữa, mình đi kiếm một cái giếng thôi. Tôi phát một nét mệt mỏi. Sao có thể tìm được một cái giếng giữa sa mạc mênh mông này? Thật phi lý hết sức. Nhưng chúng tôi vẫn bước đi. Đêm dần buông và những vì sao bắt đầu lấp lánh khi chúng tôi bước bên nhau giờ này qua giờ khác trong im lặng. Mọi thứ với tôi như trong một cơn mơ, đầu tôi nóng bừng vì khát, những lời của hoàng tử bé văng vẳng trong ký ức tôi. Cháu cũng khát lắm phải không? Nhưng cậu không trả lời câu hỏi, cậu nói giản dị. Nước cũng tốt cho trái tim nữa. Tôi không hiểu lời cậu nói nhưng tôi im lặng, tôi biết rằng không nên hỏi. Cậu đã mệt lắm, cậu ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống bên cậu, và sau một khoảng im lìm, cậu nói tiếp. Những ngôi sao thật đẹp, vì trên đó có một bông hoa mà ta không nhìn thấy. Đúng rồi, tôi đáp, và rồi cũng im lặng, tôi ngắm những gợn cát trải dài dưới ánh trăng. Sa mạc cũng đẹp nữa, cậu nói thêm. Quả đúng vậy, tôi vẫn luôn yêu sa mạc, chúng tôi ngồi trên một đụn cát, không nhìn thấy gì cả. Không nghe thấy gì cả, nhưng có một điều gì đó đang tỏa sáng trong lặng lẽ. Sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, bởi vì một nơi nào đó trong nó ẩn giấu một cái giếng. Ngỡ ngàng, tôi chợt hiểu cái ánh sáng bí ẩn ấy của cát. Khi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà cổ mà truyền thuyết nói rằng có chôn giấu một kho báu. Đương nhiên là không ai tìm thấy kho báu ấy, hoặc có khi cũng chưa có ai tìm thử, nhưng nó làm cho ngôi nhà của tôi như có phép màu. Ngôi nhà của tôi cất giấu một bí mật tận đáy cùng trái tim của nó. Đúng vậy, tôi nói với hoàng tử bé. Bất kể là ngôi nhà, những vì sao hay sa mạc, điều làm cho chúng đẹp lại là điều ta không nhìn thấy. Cháu vui vì bác cũng nghĩ như bạn cáo của cháu. Khi hoàng tử bé ngủ thiếp đi, tôi bế cậu và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như thể tôi đang ôm trong tay mình một kho báu mang manh lắm. Như thể trên cả trái đất này không thể có cái gì dễ vỡ hơn. Tôi ngắm cậu dưới ánh trăng, vầng trán nhợt nhạt, đôi mắt khép, những lọn tóc run rẩy trong gió. Tôi tự nhủ lòng mình. Những gì tôi nhìn đây chỉ là vẻ bề ngoài, điều quan trọng nhất thì không nhìn thấy được. Khi một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi cậu,
tôi lại nói với lòng mình. Điều làm tôi xúc động đến thế ở cậu chính là lòng chung thủy dành cho bông hoa hồng của cậu. Hình ảnh bông hoa tỏa sáng trong cậu như thể ngọn lửa trong cây đèn bão, ngay cả khi cậu đang ngủ. Và tôi thấy cậu mong manh hơn bao giờ hết. Ta phải hết sức che chở cho ngọn đèn, một cơn gió cũng có thể thổi tắt nó. Và cứ đi như vậy, tôi đã tìm ra cái giếng vào lúc bình minh.